tọa lạc tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông được dẫn dắt bởi đội ngũ y bác sĩ đầu ngành. Hệ thống trang thiết bị công nghệ cao được nhập khẩu đồng bộ từ châu Âu, luôn lấy tinh thần chăm sóc và phục vụ tốt nhất cho bệnh nhân là niềm vui và hạnh phúc. Bệnh viện Đa khoa Phương Đông nâng niu từng sự sống. Nở. Quản lý công nở, dùng kiosk Việt. Quản lý bán hàng, dùng kiosk Việt. Xin chào các sếp. Em là Hồng Nguyên, là sinh viên y khoa và là founder của cộng đồng Dr. Expedia. Kính chào các sếp, em tên là Nguyễn Kim Phụng, em tốt nghiệp toán tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên khóa 99. Em là co-founder của cộng đồng Dr. Expedia. Mục tiêu chính của cộng đồng chúng em là giúp các bác sĩ có thêm thu nhập để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Và hơn hết là giúp các bệnh nhân có thể giảm thiểu các chi phí khám chữa bệnh và tạo ra các sản phẩm công nghệ ứng dụng cho y tế Made in Việt Nam. Hôm nay chúng em đến đây để gọi 5,5 tỷ cho 5% cổ phần dưới dạng quy đổi trái phiếu. Thì các sếp có thể quy đổi hoặc không quy đổi sau quá trình thẩm định. Công ty gọi là công ty gì nhỉ bạn nhỉ? Dạ, hiện tại chúng em chưa là công ty ạ. Chưa là công ty, chưa góp vốn bao giờ. Mà định giá 110 tỷ đồng. Giới thiệu về các sản phẩm của em thì các sếp sẽ hiểu là tại sao mà tụi em kêu gọi với số tiền đó. Dr. Expedia đã cho ra đời 3 sản phẩm chính. Sản phẩm thứ nhất là nền tảng y tế chia sẻ drexpedia.com, cho phép người dùng kết nối với các phòng gym, bác sĩ, dược sĩ để sử dụng các dịch vụ cao cấp y tế như là y tế khám chữa bệnh du lịch, nha, dược, thẩm mỹ. Và phần thứ hai là phần cứng của Dr. Linh AIoT và robot telemedicine. Thì phần này được thiết kế theo dạng là OEM. Và phần cuối cùng là phần Dr. Expedia Cloud, là giải pháp số hóa cho các doanh nghiệp dựa vào 3 cái nền công nghệ chính. Thứ nhất là công nghệ 5G, công nghệ trí tuệ nhân tạo và phần blockchain Coda mà construct dựa trên điện toán đám mây. Và quay trở lại với thiết bị đeo tay, được thiết kế theo công nghệ ECG 24/7, giúp người dùng có thể kiểm soát sức khỏe của mình. Được kết nối với một ứng dụng di động là Dr. Expedia App. Chúng em dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, Deep Learning và cái Computer Vision dùng để xử lý và nhận dạng về hình ảnh. Và phần cuối cùng là nhận dạng về giọng nói. Blockchain sẽ được ứng dụng vào việc lưu trữ và truyền dữ liệu một cách bảo mật. Blockchain làm sao mà bảo mật được? Dạ, blockchain thì quản lý từng cái hồ sơ bệnh án trên một cái điểm nốt, trên một cái sổ cái. Tại vì blockchain thì các bạn phải mở cho tất cả những người cộng đồng tham gia cái hệ thống đó cùng xác thực. Dạ, mà người rồi. Ta phải biết đó là cái gì người ta mới xác thực, đúng không? Mà người ta đã biết rồi thì làm sao còn là bảo mật nữa. Blockchain người ta hướng đến một cái transparency, người ta hướng tới cái security theo kiểu là privacy. Nhưng mà nó có cái private key để anh muốn share cho ai thì anh mới được share được, chứ không phải là... Thế thì làm sao họ xác thực? Anh cũng hơi mất kiên nhẫn để muốn chốt deal luôn. Thì em xin phép giới thiệu cái cộng đồng của để, em. Để anh chốt deal luôn trước. Anh thấy từ đầu vào các em phang cho anh một loạt các cái keyword làm anh choáng váng, xây sầm mặt mày, nào là IoT, blockchain, trí tuệ nhân tạo, mobile, deep learning, machine learning, voice recognition, nhận dạng giọng nói, cloud, rồi computer vision, tất cả mọi thứ. Tất cả những cái gì phổ biến nhất hiện nay mà anh cũng là một doanh nghiệp làm công nghệ, anh làm công nghệ được cũng ít thôi, khoảng 20 năm nay rồi. Ngay ở Việt Nam này, đấy, tất cả các công nghệ như em vừa nói mới cái sự ứng dụng còn rất là hạn hẹp, đấy, và nó đều là những cái thuật ngữ chém để cho tương lai mà thôi. AI chém bây giờ nhiều lắm. Và trong khi các em là một nhóm các sinh viên y khoa chưa nhiều kinh nghiệm mà các em đã tiếp cận đến quá nhiều những cái khái niệm công nghệ như thế này và các em tự định giá mình luôn 110 tỷ, các em có khi không phải là người của trái đất này. Anh có thể cho phép em trình bày luôn phần cuối của phần thuyết trình của em được không ạ? Và sẽ trả lời tất cả những câu hỏi của anh. Sau khi chốt deal xong thì em trả lời anh không đầu tư. Dạ rồi, em cảm ơn. Lý do là em em là người của hành tinh khác. Ông có nhận hai bạn người ngoài hành tinh này về không? Bệnh viện mà. Tất cả công nghệ đều là ứng dụng vào cuộc sống. Dạ đúng rồi. Nếu mà không ứng dụng vào cuộc sống được ấy thì công nghệ đấy với người dùng thì không ý nghĩa. Thế bây giờ cụ thể là, một là team em định làm gì, hai là background của team ấy
là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà em đang làm hay không, thì em chia sẻ hai cái đấy giúp anh ấy. Dạ, em có hơn 15 năm kinh nghiệm trong việc làm các dự án về digital, ví dụ như là e-commerce, Magento. Em đã làm cho các công ty của nước ngoài. Em làm về mobile app. Hiện tại bây giờ em đang là project manager của Cinnamon AI Lab. Những cái kinh nghiệm đấy thì em đã ứng dụng vào những cái dự án nào, và dự án đấy là do mình phát triển hay mình chỉ đi làm outsourcing thôi ấy? Dạ, có dự án là mình phát triển và những dự án outsourcing. Thì ban đầu là em đi làm cho công ty về Pyramid Consulting. À, anh biết Pyramid rồi. Thì em có đã từng làm cho Vinagame, và em cũng đã làm cho bên SB. Thì hiện tại bây giờ em đang làm cho một công ty về công nghệ trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản. Thì thị trường Cinnamon Lab. Cinnamon Lab, ok. Quỹ bên anh có đầu tư vào Cinnamon. Bây giờ hỏi một câu hỏi ngắn ấy, em sẽ làm MedTech hay là CareTech? Cả hai. Tại vì MedTech cái thị trường đó nó không có, gọi là nó hơi phải nói sao, tại CareTech các tụi em hướng tới là du lịch khám chữa bệnh toàn cầu, thị trường ở Cambodia, Thái Lan và cả Việt Nam. Tại sao cứ CareTech là phải chữa bệnh toàn cầu là anh không hiểu. Bây giờ đơn giản nhá, cái đối tượng phục vụ của em ấy là bệnh nhân ở độ tuổi nào? Target user của em sẽ rất là rộng, từ độ tuổi là từ 25 tuổi hoặc tới 60 tuổi. Ở Việt Nam gần 100 triệu dân số rồi, và trong đó là 27% có vấn đề về tim mạch. Tụi em đang hướng tới về vấn đề tim mạch ạ. Hai bạn nhìn năm sắc đây thì các bạn có thể chọn ai về để có thể hỗ trợ được với mình, và mong muốn điều gì ở các sắc ngoài năm cái tỷ rưỡi này ra? Dạ, em muốn sắc liền ạ. Em muốn sắc liền ạ? Em học trường đại học gì? Dạ, em học đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ạ. Em cũng muốn đồng hành với lại Isaac. Mình anh đã nói ở trên trên báo là khởi nghiệp nào mà muốn đi nhanh và dễ dàng hơn thì hãy hội nhập cùng với anh. Thì tại sao anh không hội nhập với lại một cộng đồng công nghệ với bên em? Có ra tiền không? Đấy, quan trọng là ra tiền. Xác không bao giờ đùa với tiền đâu. Thật sự là bên em không phải là nói suông. Tại sao tụi em kiếm ra được tiền và hoạt động trong vòng một năm mà không có mất chi phí nhiều? Bởi vì tụi em là có đội ngũ về công nghệ thông tin, có những dự án về những cái outsource. Trải qua kinh nghiệm đầu tư rất nhiều công ty khởi nghiệp, chứng kiến nhiều công ty làm outsource, bởi vì em chỉ là làm theo yêu cầu người khác thôi, nhưng đồng thời làm sản phẩm cho mình ấy thì fail rất nhiều, bởi vì em đang làm hai thứ. Dạ, dạ, chính vì thế, không, anh chỉ lời khuyên, có nghĩa em có thể tiếp nhận hay không. Nếu mà em thực sự tâm huyết vào cái này thì phải tập trung, bỏ cái phần outsource đi. Anh hiểu lầm ý em rồi. Hôm nay đến đây gọi 5,5 tỷ là chỉ cho phần thiết bị đeo tay. Tại sao tụi em hôm nay đến đây? Bởi vì tụi em thật sự là muốn làm cái sản phẩm đó. Đang nói lời khuyên anh, đang nói thì em ngắt mất lời của anh này, làm anh tụt hứng luôn rồi. Đấy, một là cái công ty của bạn ấy là chưa có. Thì cái... Dạ, cái việc... Đấy, anh chưa kịp nói. Anh ơi, cho có thể là cho em nói được hết cái ý kiến rồi, của em rồi, không? Rồi, anh sẽ nghe em nói. Hôm nay á, em muốn có được cái những cái kinh nghiệm và những cái chia sẻ của các sát dành cho em. Ngay khi từ đầu bọn em chưa nói là các nguồn thu của bọn em là như thế nào, chưa nói được hết lý tưởng của em thì đã dập bọn em te tua rồi. Rồi cho em nói 10 phút. Một mình thoát thôi. Nguồn thu của chúng em gồm 4 phần. Thứ nhất, cung cấp nhân sự y tế để label trên AI model để cho chẩn đoán các dữ liệu y khoa. Và thứ hai là cung cấp cho các thị trường chiến lược ở Canada, Cambodia và Thái Lan. Và tiếp nữa là về cái việc mà bán thiết bị telemedicine, đồng hồ, thiết bị đeo tay. Và tiếp theo nữa là cung cấp giải pháp số hóa cho các doanh nghiệp thông qua cloud bởi AI, 5G và blockchain. Và cuối cùng là nhờ các sản phẩm trí tuệ được đăng ký ở Mỹ và Canada. Sao vừa nãy bạn này nói là đến đây kêu gọi vốn chỉ để cho mỗi cái dự án dạ vòng đeo tay? Dạ không, đây là cái cộng đồng của bọn em. Cái cộng đồng nó có ý nghĩa gì ở đây? Dạ, cộng đồng này là gồm tất cả những bác sĩ và các bạn về công nghệ. Thì nếu cộng đồng thì bây giờ bạn có thể kết nạp hết tất cả chính phủ, lẫn người dân, lẫn khách hàng, lẫn những người tiêu dùng, những người sản xuất thuốc, những người sản xuất thiết bị y tế vào thành cộng đồng được, có sao đâu. Cộng đồng này xây ra là để giúp cho các bác sĩ kiếm thêm thu nhập. Bởi vì các sắc ở đây cũng biết là lương của bác sĩ rất là thấp rồi. Trời ơi, lương bác sĩ mà thấp thì lương ai cao? Bác sĩ đây. Xác Việt và bác sĩ đang ngồi đây. Bây giờ cái quan trọng nhất ấy, em khi mà em khởi nghiệp em phải nhìn thấy bước đi cụ thể, chứ còn anh thấy hai em đang mông lung như một trò đùa luôn ấy. Em mặc kệ mọi người nói gì, em cứ nói. Dạ, thì trong suốt cái quá trình mà từ khi mà em 16 tuổi đến bây giờ, để được đến trường và để được trở thành là một bác sĩ thì em đã phải cố gắng hơn những bạn khác vì hoàn cảnh gia đình của mình. Và thật sự là khi mà em ra xã hội thì mọi người thường là xem thường phụ nữ,
họ sẽ nghĩ là phụ nữ không làm được những cái điều mà đàn ông làm được. Các bạn đã bỏ tiền ra cho cái việc phát triển này chưa? Dạ rồi ạ. Bao nhiêu tiền rồi? Dạ tính từ tháng 6 năm ngoái đến giờ là 1 tỷ đồng. 1 tỷ đồng à? 1 tỷ đồng mà bạn gọi thêm 5,5 tỷ đồng cho 5% nữa. Dạ cho đến giai đoạn này thôi. Anh thấy này này, bởi vì cái em nói ấy, thực ra là nếu mà người chưa nghe bao giờ ấy thì rất là hay. Với người hiểu biết thì cái em nói là đang rất là mơ mộng. Bởi vì cái thứ nhất ấy, phần wearable ấy, device ấy, là có nhiều công ty là mục đích họ làm cái đấy và đo, và cũng nhiều công ty raise hàng trăm triệu đô cũng đã chết rồi. Tất cả những cái em nói anh đã từng đầu tư rồi. Cho nên nếu em nghĩ rằng là em sẽ thiết kế ra một cái device, rồi sau đấy OEM rồi sản xuất về bán được một tập khách hàng đủ lớn, thì lúc đấy cái app của em mới có data mới có nghĩa. Nhưng ngay cả vấn đề chỉ có đo tim mạch không ấy, thì cái data đấy thôi cũng chưa đủ. Cái thứ hai ấy, về thông tin y tế, bởi vì ngày xưa anh build Savicare từ đầu anh biết, em muốn có thông tin chuẩn thì em phải làm việc với tất cả các bệnh viện, mà làm sao để các bác sĩ cam kết rằng đấy là thông tin do tôi biết. Chứ còn thông tin theo kiểu cộng đồng mà thông tin y tế là một cái rất chi là nguy hiểm. Anh biết rằng là cái mà em đang có chính là tuổi trẻ, cái mà anh có chính là kinh nghiệm. Người ta thường nói là gì, thất bại là mẹ của thành công ấy. Nên có nhiều mẹ quá. Nếu mà thành công được từ đầu thì em tốt hơn hết là thành công. Nếu em đi sai ấy, em thất bại thì em mất tuổi trẻ, mất niềm tin. Và cái niềm tin đấy làm cho em tất cả những cái bước tiếp theo của em ấy dẫn đến việc là em khó thành công. Chính vì thế thì anh nghĩ là cái dự án này của em đang rất là mơ mộng, thì anh quyết định là không đầu tư. Anh hôm nay anh thực sự rất là khâm phục anh, là anh kiên nhẫn đến mức độ như thế vẫn tiếp tục ngồi nghe. Đó là một điều mà anh nghĩ là em đã thu được trong ngày hôm nay, cộng thêm rất nhiều lời khuyên của các sắc, đặc biệt là những sắc rất giỏi về công nghệ. Lý do thứ hai nữa là em đến đây em đã chọn ngay là em thích Sắc Liên rồi, cho nên là anh nhường cái cơ hội đầu tư cho Sắc Liên. Anh quyết định anh không đầu tư. Anh chúc em thành công. Ông nó ạ, tụi trẻ nó dồn lại cho mình đấy. Ông nghĩ thế nào? Đằng nào nó chả thích bà rồi. Tôi tham gia vào có ích lợi gì đâu. Đến trước giờ phút này tôi vẫn chưa biết các bạn bán cái gì, và các bạn định vị mình là ai, và các bạn có cái gì để các bạn đánh giá công ty của các bạn hơn 100 tỷ. Các bạn cũng chưa có cái gì đặc biệt cả. Các Sắc đã chốt hết rồi, chỉ còn tôi với Sắc Việt. Chúng tôi đang không biết là nên như thế nào. Tôi khuyên là bảo hiểm là không có sợ gì rủi ro cả, cứ đầu tư thôi. Thế ví dụ như mà tôi đổ vào 5,5 tỷ chiếm 5%, còn 95% các bạn có đổ đủ tiền vào không? Hiện tại bây giờ là tụi em ví dụ như là Hồng Nguyên thì cũng có cái tài sản có thể thế chấp, trị giá bây giờ cũng trên 4,5 tỷ. Có một cái đất ở bên ở ngoài Đà Nẵng. Cái này là của bên nhà đầu tư Thiên Thần Angel Investor, họ cho mượn nếu mà cần để đảm bảo cho cái gọi vốn này. Angel kia định đầu tư bao nhiêu cho hai em? Thì giống như Sắc Liên nói là nếu mà cần đầu tư thêm 95 tỷ nữa thì Angel Investor sẽ sẵn sàng 95 tỷ. Thì 5 tỷ của Sắc là muỗi. Em nói với Angel kia, đã thương thì thương cho trót, mà đã vót thì vót cho tròn. Angel đã đầu tư 95 tỷ thì đã đầu tư thêm 5 tỷ muỗi nữa đi. Thế nên 100 tỷ để quên các Sắc đi, forget các Sắc. Về vấn đề cái dự án của các bạn thực sự nó chưa cơ sở. Nó không có một cái gì để thuyết phục. Công ty thì chưa có, mà chỉ là cái các bạn đang nói thôi, mà các bạn cũng chưa chứng minh một cái điều gì cả. Cho nên vì thế mà tôi phải rất là xin lỗi các bạn, tôi cũng không thể giúp các bạn được, và tôi không đầu tư để dành phần đấy cho bác sĩ Việt. Thực ra thì tôi không phải bác sĩ, thế mà đau cho tôi thế. Bắt Sắc bỏ 5,5 tỷ mà chỉ cho Sắc có 5%, không phe với Sắc gì cả. Những cái ứng dụng của các em chắc chắn sẽ có lợi ích cho ngành y nói chung và y tế Việt Nam nói riêng. Chúc mừng em một thứ nữa là ý tưởng của hai em là đi trước thời đại. Đến cả hai cái Sắc công nghệ đấy cũng choáng cơ mà. Sắc chúc hai em thành công. Sắc quyết định là không đầu tư. Đó, em thực là em hiểu là đối với Sắc mình là tại sao là tụi em có một cái tiềm năng lớn về công nghệ như thế mà anh không có cho tụi em hội nhập. Những cái gì các em đang nói, định làm, anh thấy các em rất là giống anh cách đây 20 năm. Rất non và xanh. Để các em đỡ phải ra về tay trắng ấy, thì anh có thể là mentor cho các em để các em có thể làm một cái gì đó khác có ý nghĩa hơn. Và anh muốn nói luôn này, thứ nhất, các em phải làm business phải rất là focus, không lan man, một sản phẩm thôi. Thứ hai là dùng ít thuật ngữ thôi, tập trung vào nhu cầu thị trường và bán như thế nào. Và cái thứ ba quan trọng nhất này, tiền. Shark Tank
là một sân chơi chỉ nói về tiền thôi. Tiền lợi nhuận như nào, exit như nào. Thì đó là ba cái ý kiến anh mentor cho các em. Cũng cảm ơn Sắc và mình đã mentor cho em. Dạ, vậy thì em cũng cảm ơn các Sắc. Dạ, cảm ơn các Sắc ạ. Sau buổi thuyết trình hôm nay, tôi vẫn tiếp tục để thực hiện cái idea của mình. Và tôi muốn chứng minh cho các Sắc thấy là idea của tôi không phải là viễn vông. Tôi không phải là người ngoài hành tinh. Tôi đang nói những ngôn từ về trend. Và sản phẩm của tôi là sản phẩm rất là tiềm năng, giúp ích được rất nhiều cho cộng đồng ở Việt Nam và có thể scale up trên toàn thế giới. Tôi đề nghị 2 triệu đô la cho 11,1% cộng với những cái value mà tôi mang lại trong tương lai, giống như là một cái strategic partner, một cái đối tác chiến lược. Tôi đề nghị được nhận thêm 3% của phần ưu đãi với giá 1 đô la nữa. Tôi Trước khi mà Sắc Liên đầu tư thì em nghĩ rằng là